quý vị và các bạn thân mến như đã giới thiệu ngày hôm nay trong chương trình chuyện ma buổi sáng a tuấn sẽ gửi tới quý vị bộ chuyện ma linh dị mang tên là quyển sổ vong linh à, như đã mình đã giới thiệu ở trên fanpage thì đây là một cái bộ chuyện nó mang đậm cái màu sắc yếu tố rất là ma quái à, một bộ chuyện đô thị có lẽ sẽ làm thay đổi cái thế giới quan của người nghe và các bạn hãy nhớ để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và những chiếc chuông Để nhận được thông báo khi Tũng có video mới Hoặc bất kỳ thông tin nào mới trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng Tũng một Đất khách Đoàn Lâm ghét đi du lịch Ngồi tàu hỏa sóc nảy đến 9-10 tiếng đồng hồ Làm cho cậu choáng váng Lúc xách hành lý xuống tàu Đoàn Lâm vẫn còn cảm thấy quay cuồng Xem bản hướng dẫn để tìm kiếm trạm xe buýt Lấy ra tờ giấy nhỏ Dựa theo thông tin ghi ở trên tờ giấy tìm đúng số xe rồi ôm hành lý lên. Mới bắt đầu xe còn vắng khách, sau đó càng ngày càng đông. Mùi khói bụi, mùi nước hoa rẻ tiền sực nức khắp cả buồng xe. Đoàn lâm nhíu mày kéo cửa sổ. Mũi còn chưa kịp được cứu rỗi, thì cửa sổ đã bị ai đóng mạnh. Cậu ngẩng đầu thấy một người phụ nữ, ấy náy, bảo rằng là cô ta bị lạnh. Đoàn lâm đành phải tiếp tục chịu đựng. May mà chặng đường không dài, vừa xuống xe Đoàn Lâm đã hít sâu một hơi, rồi hỏi đường. À, Cáu ốc Quang Thái, à, cậu rẽ một cái là tới ngay. Đúng rồi, cái ngõ rẽ ở phía trước kia kìa. Đó, cậu thấy tòa nhà màu trắng, là cậu đến nơi. Cảnh sát ở bên đường nhiệt tình, chỉ dẫn, khiến cho cậu chân ướt chân ráo, nhưng cũng ấm lòng. Đoàn Lâm nói cảm ơn, rồi xách hành lý theo hướng người ta đã chỉ. Cậu Quang Thái không hoành trắng như cái tên của nó. Chỉ là một tòa nhà cao tầng bình thường Tầng trệt khá cao Cả thầy khoảng hơn 30 tầng Đoàn Lâm muốn đến tầng 16 Cậu đi ngang qua bảo vệ Vào đại sạch Hai bên có tổng cộng 4 thang máy Đoàn Lâm ấn nút cả 4 Xem cái nào xuống trước Thì vào Mệt mỏi cả ngày Hành lý trên tay nặng chịu Ở trên tường đối diện treo một tấm gương lớn Chắc là dùng để những người chở thang máy Chỉnh trang lại vừa khéo có thứ để cho đoàn lâm giết thời gian. Ánh đèn màu trắng khiến cho hình ảnh của đoàn lâm ở trong gương trông thoạt nhiên vô cùng hốc hác như là ma vậy. Cậu ta ngẩn người, bỗng nhiên nghe tinh một tiếng. Đoàn lâm đi vào thang máy đầu tiên ở bên phải. Sau khi ấn nút số 16, nhìn con số hiển thị số tầng trên màn hình, tốc độ của thang máy hình như ở đây nhanh hơn những nơi khác. Làm cho đoàn lâm hơi choáng váng mười bốn, mười lăm, mười sáu. Thang máy mở ra, Đoàn Lâm bước ra không chút do dự. Cậu sững sờ, bởi vì xung quanh tối đen. Đoàn Lâm thấy như có cái gì đó không ổn. Vừa quay lại thì cửa thang máy đã đóng lại. Cậu há miệng nhưng không biết nói gì. Bàn tay sách hành lý ướt đẫm mồ hôi. Thang máy đã di chuyển xuống. Đoàn Lâm liên tục ấn nút, đứng ngơ ngác tại chỗ trong bóng tối, cậu chỉ thấy được con số màu đỏ trên thang máy lại đang hạ xuống, hạ xuống dần dần. Không khí bỗng nhiên trở nên ớn lạnh khác thường. Lúc này Đoàn Lâm nghe được ở phía trước có tiếng động, hình như là âm thanh phát ra ở phía bên trái. Đoàn Lâm lập tức hỏi: "Xin hỏi, đây có phải là trung tâm Khang Đức không?" "Không." Tiếng một người đàn ông từ xa truyền lại Chưa kịp làm cho đoàn lâm yên tâm Câu trả lời đã làm cho cậu hốt hoảng Ờ sao cơ Đây đây là tầng 16 Là tầng 16 có một trung tâm đào tạo tên là Khang Đức Là nơi luyện thi đại học phải không Đúng là tầng 16 Nhưng không có trung tâm Khang Đức gì hết Chú em nhìn nhầm rồi Đây không phải là nơi chú em nên đến Mau đi về đi nhưng mà Không chờ đoàn lâm hỏi tiếp Giọng người đàn ông vang lên càng lúc càng xa Cửa thang máy ở đằng sau lưng hé hé mở Đôi mắt của đoàn lâm đã quen với bóng tối Đèn ở trong thang máy Làm cho cậu chói mắt Đoàn lâm vội vã đi vào thang máy Muốn quan sát lại nơi mình vừa đứng chờ Nhưng chưa kịp thì cửa thang máy đã đóng lại Một lần nữa mở cửa ra đã là đại sảnh của tầng trệt đoàn lâm vừa rời khỏi chỗ tối cho nên thấy đại sảnh âm u cũng sáng bừng hẳn lên song bàn tay vẫn còn đầy mồ hôi lạnh cậu có cảm giác như mình đang nằm mơ chưa kịp suy nghĩ gì thêm thang máy ở phía đối diện mở cửa cậu nhanh chân bước vào đoàn lâm nhìn cái thang máy mình vừa đi qua khe hở thì bất chợt rùng mình đây không phải là nơi cậu nên đến Mau về đi Đoàn lâm nổi cả da gà Lần này thang máy dừng ở một nơi sáng sủa Sàn nhà lát đá nhám Tường thủy tinh Trồng đầy cây xanh Một cách trang trí rất tao nhã Lúc thấy tấm biển ghi khang đức Cuối cùng đoàn lâm mới thở phào À, đoàn Lâm đến rồi đó, hả? À, lâu rồi không gặp mặt. Đoàn Lâm đi vào văn phòng, một người đàn ông cười vui vẻ, dẫn cậu qua ngồi ở ghế bên cửa sổ. Giáo viên dạy tiếng Anh, ở chỗ thầy ra nước ngoài định cơ, cho nên là thiếu người. Thầy bỗng nhìn nhớ tới em đó. Em là đứa học trò thật thà hiền lành nhất mà xưa giờ thầy từng dạy. Người đàn ông trung niên này họ quan, dáng vẻ điềm đạm, gương mặt nhã nhặn, tóc cắt gọn gàng trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều thầy quan là người dạy môn tự chọn của đoàn lâm từ thời còn học đại học thầy rất được sinh viên yêu thích nhất là sinh viên nữ sau đó xảy ra vụ lùm xùm với một sinh viên nữ thầy chủ động xin thôi việc nhưng cũng khó trách nghe nói thầy quan vốn là đạo diễn người của giới giải trí họ thường có những mối quan hệ phức tạp dạy học chỉ là một trong những sở thích của thầy Tuy nhiên, bất luận chuyện do thầy đi dạy là gì, thì Đoàn Lâm chỉ nhớ là thầy giảng bài rất thú vị. Cậu học được rất nhiều điều bổ ích từ thầy, thầy là một giáo viên tốt, thế là đủ. Vậy cho nên, khi thầy Quan vừa gọi, Đoàn Lâm dứt khoát đồng ý ngay. Dù sao đi chăng nữa việc dạy học ở thành phố nó giống như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho một người vô công rồi nghề. Cậu làm gì có lý do nào để từ chối. Đoàn Lâm nhìn đồng hồ, từ mai cậu sẽ lên lớp. Vấn đề quan trọng nhất là bây giờ phải tìm phòng ở. Bà Vương hàng xóm cho cậu một địa chỉ, bảo là thuê phòng giúp cậu rồi. Khi lên thành phố cứ việc đến đó mà ở. Lâm có mang theo địa chỉ, nhưng cậu không biết về đường xá ở nơi đây. Thế là đoàn Lâm lấy vợ ra, chỉ chỉ địa chỉ trên giấy, hỏi thầy quan. Thầy có biết nơi này ở đâu không? Đi từ đây đến đó mất bao nhiêu lâu? Lên xe số mấy ạ? À? à, cái chỗ này à, xem nào. À, gần lắm, đi bộ chỉ có 15 phút thôi. Băng ngang trường đại học, qua hết con phố là đến. Có một đường thẳng thôi, dễ tìm lắm, đó là khu dân cư đông đúc mà. Thầy quan giơ tay chỉ về một bên. Dạ, vâng, tốt quá. Thêm cảm ơn thầy. Em xin phép về trước. Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại kêu lên liên tục. Đoàn Lâm sợ làm mất thời gian của thầy quan, cho nên khẽ gật đầu, cầm hành lý đi ra ngoài, xuống khỏi thang máy. Lần này, Đoàn Lâm bước ra từ thang máy thứ hai bên phải. Vừa hai thang máy kế bên cũng có người đi ra. Người ấy vội vã bỏ đi. Đoàn Lâm ngớ người nhìn con số ở trên màn hình tinh thể lòng. Con số đếm từ một, năm, mười, và dừng lại ở con số mười sáu. Con số đứng yên một hồi lâu Rồi lại từ từ hạ xuống 16 15 10 9 5 Rồi dừng lại ở tầng 1 Khi ấy đoàn lâm như tỉnh cơn mê Trợn tròn mắt Hắn lắc đầu Không chờ cho thang máy mở cửa Hắn đã vội vã rời đi Có chết cũng không dám quay lại nhìn xem Là có ai đang ở trong buồng thang máy Ở trên đường xe cộ tấp nập đèn màu rực rỡ phố xá náo nhiệt đoàn lâm cứ thẫn thờ đi như là một cỗ máy đến chỗ được đánh dấu ở trên bản đồ cậu bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ đi ngang cơ sở ngoại ngữ của trường đại học mãi cho đến khi nghe tiếng người bản địa qua lại nghe người nước ngoài nói câu được câu chăng đoàn lâm mới tỉnh lại như vừa tỉnh mộng quay đầu nhìn thành phố đã về đêm rộn rã ai cũng nhàn nhã tản bộ chỉ có cậu gấp gáp như đang hành quân thật là nực cười bấy giờ đoàn lâm mới thở hắt ra cười tự dễu buông chậm bước chân vòng tới vòng lôi cuối cùng nhờ một ông cụ chỉ đường đến một khu khuôn viên đoàn lâm bất ngờ bởi vì đó lại là khu dân cư cao cấp ở đây có vườn hoa có ngân hàng có một nhà trẻ đầy đủ tiện nghi ở một góc còn có cả siêu thị tiện lợi hai tư trên bảy đoàn lâm nhíu mày suy nghĩ xem địa chỉ bà vương cho cậu có đúng là ở đây hay không. Cậu là con nhà nghèo, bà Vương cũng chỉ là một bà lão thôn quê. Sao có thể mà biết được? Thế nhưng khi nhìn lướt qua trang giấy, thấy địa chỉ được ghi là lầu 4, cậu mới yên tâm. Vì con số này sao? Thời hiện đại mà mọi người vẫn còn mê tín, ngay cả những gia đình giàu có ở trong khu dân cư cao cấp này cũng vậy. Người ta chọn số điện thoại, biển số xe, số nhà lúc nào cũng né cái số 4 và số 13. Có nơi người ta còn bỏ luôn hai số đó. Có nơi dùng tên gọi khác thay vào, nhưng thật sự thì nó vẫn cứ tồn tại. Những tòa kiến trúc có liên quan đến con số này dĩ nhiên là rẻ hơn nhiều. Đoàn Lâm nhếch môi, tìm đến phòng ở lầu 4. 000402444 mật khẩu trúng phóc cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng mở ra lâm thong thả bước vào cậu chẳng quan tâm lắm đối với người chỉ thích ăn rồi chờ chết như cậu thì sống sung sướng là vua băng qua đại sảnh rẽ trái là đến thang máy lại là thang máy khoe môi của lâm chịu xuống trải nghiệm nửa giờ đồng hồ trước ở tòa cao ốc kia vẫn còn in sâu đậm nhưng lưng cậu bây giờ vẫn còn ớn lạnh lâm thử người nhìn thang máy một lát rồi đưa tay bấm nút. Thang máy tinh một tiếng mở cửa. Đoàn lâm theo một cái phản xạ kỳ lạ liếc mắt nhìn ra đằng sau, rồi khuôn mặt không đổi sắc bước vào. Gương ốp tường phản chiếu, gương mặt của một người thanh niên nhợt nhạt. Lâm hò một tiếng, quay mặt sang hướng cửa thang máy, ấn nút số 4, mà không chú ý rằng so với những nút khác, nút số 4 sáng bóng như mới vậy. tựa như là trước nay chưa ai chạm đến đó nó bao giờ. Thang máy dừng lại ở một tầng lầu rất đỗi bình thường, mặt bên kia của không gian đối lập. Khối lập phương là cầu thang thoát hiểm. Mặt cậu vừa bước ra là thang máy, hai mặt còn lại là cánh cửa màu nâu của hai căn phòng. Ở trên cánh cửa phòng bên phải khắc ba chữ số 401, màu bạc bạc theo lối số Ả Rập. Vậy là phòng bên mặt trái hẳn phải là 402, nơi mà Lâm muốn đến. Đoàn Lâm nhìn gian phòng ở bên trái, cửa gỗ màu nâu thoạt nhìn có vẻ được làm bằng chất liệu tốt. Vị trí vốn được khắc số phòng, được dán tấm áp phích quảng cáo cỡ lớn. Hình như là hình ảnh của một nữ nghe diễn viên Hàn Quốc đang hot ở trong thời gian gần đây. Tâm trạng căng thẳng của đoàn Lâm bây giờ mới buông lỏng. Có vẻ bạn cùng phòng của cậu cũng bắt kịp thời đại. Hội thần tượng Tuy có thể sẽ rất ồn ào, nhưng vẫn còn đỡ, đỡ hơn những người suốt ngày ủ rột. Đang định đưa tay gõ cửa, thì chợt nghe tinh một tiếng. Có tiếng thang máy mở ra. Bàn tay sắp gõ cửa của đoàn lâm khựng lại, từ từ quay người ra đằng sau. Sau chuyện lúc chiều, đoàn lâm bây giờ sinh ra một nỗi sợ khó hiểu đối với thang máy. Cảm giác như thang máy sẽ là một cái lồng sắt khổng lồ sẽ có một sinh vật khủng khiếp nào đó từ trong lòng nhảy bổ ra. Nghĩ như vậy, đoàn lâm không dám nhìn xem là ai ra khỏi thang máy. Lúc ở cao ốc Quang Thái, cửa thang máy mở dưới ánh nhìn xăm soi của lâm. Trong thang máy là một cậu thiếu niên mặc quần đen, đi giày đen, khoác áo cổ lông cao, nom có vẻ đắt tiền, cũng màu đen. Mũ áo trùm lên che khuất gương mặt xong có thể cảm giác được đây là một người rất trẻ. Lâm thở phào nhẹ nhõm, thả lòng tinh thần, thầm cười nhạo mình yếu bóng vía. Lúc thấy đoàn Lâm, người thiếu niên kia kinh ngạc, biểu cảm chỉ thoáng qua hai giây. Cậu ta cởi mũ áo ngẩng đầu, bây giờ thì đến lượt đoàn Lâm ngây ngẩn. Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của cậu thiếu niên, đoàn Lâm như mất hồn. Thiếu niên này vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức kỳ dị, làn da trắng tái dưới ánh đèn ngũ quan tinh xảo so với con trai tóc và mắt đen sẫm khi đôi mắt như ao tù nhìn cậu làm cho đoàn lâm nổi cả gai ốc đôi mắt không hề có sức sống đôi mắt sâu hun hút như là đáy vực thẳm cảm giác tồn tại của cậu thiếu nên kia rất mờ nhạt nhất thời lâm còn đang nghi ngờ liệu đây có phải là người hay không không phải là lâm nhát gan mà là mấy ngày qua hồn vía của lâm cứ như trên mây không hiểu là vì lý do gì có lẽ đó là một nỗi sợ xuất phát từ bản năng vài hôm trước ông ngoại của lâm qua đời cậu ngồi tàu lửa đường dài về quê chịu tang ông tuy nhiên về quê vốn không chỉ để dự đám tang mà vì một giấc mơ nửa tháng trước đoàn lâm xưa nay chẳng bao giờ mơ một giấc mơ quái dị như thế cậu thấy ông ngoại nằm ở một nơi tối tăm lạnh lẽo khuôn mặt phủ vải trắng nói với cậu rất nhiều thứ mà không thể hiểu nổi muốn cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt tình cảm giữa hai ông cháu rất tốt đoàn lâm được ông ngoại trông nom từ nhỏ khi đó cậu không hiểu tại sao ông ngoại lại nằm ở một nơi như vậy sao ông không bật đèn đốt cậu muốn thấy mặt ông ngoại cho đến khi đoàn lâm trồm dậy tỉnh giấc Thì mặt đầy nước mắt Nỗi sợ nhen nhóm Cậu vội vã lên tàu về quê Mãi đến khi nhìn thấy xác của ông ngoại Thì cậu mới hiểu Ông lặng lặng nằm ở trong một gian phòng thô sơ Trên mặt phủ vải trắng Khung cảnh y hệt như trong giấc mơ Hàng xóm nói đi, Ông ngoại mất vào một đêm Của ba hôm trước Khớp với thời gian đoàn lâm đã nằm mơ Từ đó cậu càng thêm tin tưởng vào linh cảm của mình. Đang lúc đoàn lâm sợ đến mức, không nói thành lời. Thiếu niên kia lại hỏi. Anh mới đến à? Ờ, ờ. Đoàn lâm cứng ngắt, nhưng cậu biết thiếu niên kia khiến cho cậu vững dạ hơn. Đoàn lâm suy nghĩ rồi bổ sung. Ờ, tạm thời tôi sẽ ở lại tòa nhà này. Là phòng 402. Chỉ chỉ cánh cửa đằng sau lưng, Cậu thiếu niên này là hàng xóm phòng 401 hay là bạn cùng phòng của mình? Song trực giác của Đoàn Lâm cho biết, cậu ta chính là người dán tấm áp phích lên cửa phòng. Quả nhiên cậu ta im lặng nhìn Đoàn Lâm một hồi, rồi bước đến, phẩy phẩy tay vẫy Đoàn Lâm qua. Lâm không giận vì hành động thiếu lễ độ ấy, cũng chẳng có tâm trạng. Thiếu niên kia chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, nhưng mang đến cho Lâm áp lực nặng nề. Lúc cậu ta đi ngang qua Tựa như là có gió bấc lùa qua Khiến cho Lâm dùng mình Không khí xung quanh của cậu thiếu niên Lạnh giá khác thường Đây không phải là nơi nên đến đâu Cậu ta đứng chè tư trước tấm áp phích Rồi quay lại nói một câu với Lâm Lâm hơi bực Lại là câu đó Lần đầu tiên nghe câu nói mang ý không chào đón này Lâm sợ Ở tầng 16 của tòa cao ốc nhưng lần này thì lại rất khó chịu vừa mới đến một nơi xa lạ đã nhận được câu nói xua đuổi đến hai lần lâm sụ mặt tôi chỉ có thể ở đây lâm không nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt của cậu thiếu niên một lát sau cậu thiếu niên rời ánh mắt lấy chìa khóa ở trong túi à, thôi được nhưng anh ở rồi thì đừng có hối hận đâu đoạn cắm chìa khóa quay lại mỉm cười với lâm hồn siêu phách lạc ở đây thì không được phép gõ cửa, phải giữ chìa khóa mới được, anh nhớ lấy. Cậu ta vừa mở cửa vừa nói với Lâm, tiếng mở cửa vang lên, đẩy cửa ra. Lâm không nhịn được, liếc nhìn vào trong phòng qua vai của cậu ta. Ở trong phòng mờ tối, mặt sàn gỗ màu nâu giống như màu của cánh cửa, dẫm lên nghe ken két. Ở bên trái cửa ra vào là một cái máy lọc nước Lúc Lâm đi qua còn nghe thấy cái máy nó đang kêu lên ủng ục. Đối diện là máy giặt để dựa vào tường. Ở trên nóc bầy đầy thư từ. Khách thuê phòng thì khỏi cần chú ý nhiều. Cậu thiếu niên nói. Chờ cho Lâm đi vào rồi đóng cửa, lấy chìa khóa. Sau khi đi vào phòng bắt buộc, phải khóa cửa. Ở đây là luật bất thành văn đấy. Lâm gật đầu, tự nhiên cảm thấy ớn lạnh cậu ép mình rời mắt khỏi ổ khóa, nhìn phòng khách. Nơi này không phải là phòng ký túc xá như cậu đã tưởng tượng, mà nó rất rộng rãi, tựa như là một căn hộ. Tường ở bên phải có hai cánh cửa, ở bên trái một cánh. Khỏi phải chào hỏi hàng xóm, người ta bận lắm. Hơn nữa thuê phòng ở đây có rất nhiều, không cần thiết. Phòng này có hai nhà vệ sinh, chỗ bên trái không có vòi sen, bên phải thì có. Anh ở phòng đối diện, có nước nóng 24 trên 7 cũng tiện. Cậu thiếu niên chỉ xong, đi đến nhà vệ sinh ở bên phải. Lấy chìa khóa ra mở cửa, bật đèn. Căn phòng u ám sáng bừng ánh đèn vàng ấm áp. Đi vào phòng ngủ, Lâm thấy cửa kính sáng bóng, chạm đất, bèn cảm thán. Đèn soi sáng cả căn phòng, cũng soi sáng luôn cái tâm trạng đang u ám của Lâm. Cửa kính dẫn ra ban công, bây giờ trời đã tối, Chứ nếu như là ban ngày thì hẳn là nhìn sẽ rất đẹp mắt. Ở trong phòng có ít đồ đạc, có một cái bàn dài, ba cái ghế dựa, hai tủ quần áo và một chiếc giường hai tầng. Mặt bàn và trên sàn rất sạch sẽ. Nếu như không có ánh đèn và thấy giường đệm tinh tôm, thì Lâm còn nghĩ rằng ở đây không có người ở. Chủ nhà quả nhiên là chu đáo. Lâm thở phào định mời cậu thiếu niên ra ngoài. Ai ngờ cậu ta cởi áo khoác, ngồi xuống rừng dưới, chỉ lên rừng trên. Anh ngồi ở trên này. Ờ, à, ờ à, vậy rừng dưới có người rồi sao? Ừ. Ai vậy? Lúc hỏi câu này, Lâm có linh cảm không lành. Quả nhiên là tôi. Cậu thiếu niên thản nhiên nói. Tôi là Mộc Tử. Từ giờ tôi là bạn cùng phòng của anh. Mong anh đừng có gây rắc rối cho tôi. Người bình thường khi giới thiệu tên xong thì sẽ mỉm cười khách sáo rằng xin được chiếu cố nhiều hơn hay những câu nói gì đại loại như vậy. Còn cậu thiếu niên này thì nhìn thẳng thần bảo Đoàn Lâm đừng gây rắc rối cho cậu ta. Cảm giác kỳ quặc càng ngày càng rõ. Cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Lâm rửa mặt rồi để nguyên quần áo như vậy leo lên giường. Nghe bảo có thể biết được tính cách của một người qua cách người đó giới thiệu bản thân. Giới thiệu gọi tôi là gì đó khiến cho người ta thấy mình là người khiêm tốn rụt rè Trực tiếp giới thiệu tôi là A chẳng hạn Thì là người tràn đầy tự tin Cho rằng để người khác biết đến mình là chuyện đương nhiên Bạn cùng phòng của mình tính tình cố chấp Lại không chào đón Lâm cho rằng là như vậy Cuối cùng nhắm mắt đi ngủ Trong giấc ngủ chập chờn Đoàn Lâm cảm thấy Có một luồng hơi lạnh men theo lòng bàn chân Lan tỏa khắp người lầm thậm chí nghe có tiếng ai đó hít thở quanh mình một luồng không khí không ấm nếu như không muốn nói là lạnh lẽo đoàn lâm nổi ra gà khung cảnh xung quanh tối đen nhưng cậu biết là vẫn có người ở gần mình hơn nữa không phải là một người cậu hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh cậu không biết phải chạy đi đâu đôi chân của cậu lảo đảo như vấp phải thứ gì đó bỗng nhiên vấp phải thứ gì giọng nữ như chuông ngân cậu va chúng tôi đấy sao không xin lỗi à còn ngốc Nhóc xui xẻo Bậy nào Phải gọi là may mắn mới đúng chứ Có tiếng con gái ríu rít Đoàn Lâm nghe thấy giọng của rất nhiều cô gái Xung quanh toàn là con gái Cánh tay của Lâm như bị ai tóm lấy Chân bị đụng trúng Trước sau dối rít không có đường chạy Đoàn Lâm gần như không thở nổi Cho đến khi tay phải bị ai đó kéo lại Con muốn gặp ai không? tôi dẫn cậu đi tìm Là một giọng nữ trong trẻo quyến rũ Gặp ai Nghe chữ này làm cho đoàn lâm giật mình Mở mắt Là, là ông ngoại Ở trong đầu hiện lên gương mặt của ông ngoại Rõ ràng chưa qua bao nhiêu lâu Mà tại sao hình dáng của ông ngoại đã trở nên phai mờ như vậy Muốn gặp ông ngoại hả Rồi Để dẫn cậu đi tìm ông ngoại đoàn lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi đường tối om cậu vấp ngã sau đó cứ thế bị kéo đi đầu gối bị đau rát như mơ mà chẳng phải mơ trước mắt của đoàn lâm bỗng nhiên cảm thấy sáng lập lòe sức mạnh đang kéo mình đi chợt biến mất đoàn lâm che mắt cho đến khi chờ quen với ánh sáng buông tay thì cậu ngây người bởi vì trước mắt mình là một nghĩa trang nơi đó có vô vàn bia mộ được làm từ đá và gạch đỏ. A à lâm, đoàn lâm còn chưa hết ngạc nhiên thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng gọi thân quen, quay đầu lại thì thấy một ông lão tóc bạc gầy gò là ông ngoại. nỗi sợ mà đám bia mộ mang đến lập tức tan biến. Đoàn lâm nắm chặt tay ông ngoại, bàn tay ông lạnh như băng. Ông ngoại nghe cậu nói rất nhiều điều Ông cũng nói rất nhiều thứ với đoàn lâm Nói rằng Bây giờ Ông ngủ giường chung Tuy chật trội nhưng rất vui Ông xoa đầu đoàn lâm Chỉ như vậy thôi Mà cảm giác như nước mắt đang rơi xuống Con xin lỗi Ông ngoại Hôm đó con không ở bên ông Còn Còn rõ ràng là có mơ thấy Vậy mà con Ông ngoại lặng lặng xoa đầu lâm ngẩng lên muốn nhìn cho rõ mặt của ông ngoại xong chỉ thấy mình nhạt nhòa trong nước mắt chỉ mang mang thấy được ông ngoại vẫn cứ hiền từ như vậy ông ngoại biết con lúc nào cũng là một đứa bé ngoan ông ngoại cũng nhớ con nhưng ông ngoại không thể ích kỷ giữ con lại con còn trẻ đây không phải là nơi con nên đến đi về con đi về đi Ông ngoại vỗ nhẹ vào lưng của Lâm Cậu còn chưa kịp làm gì Thì bị đẩy mạnh về phía trước Lâm giật mình trồm dậy Mồ hôi chảy ròng ròng Cậu cuộn mình run rẩy Bấy giờ mới nhận ra Cửa kính đã bị mở từ bao giờ Đèn đường ở bên ngoài cửa sổ hiu hắt Gió rét mùa đông lùa vào Mà cậu thì không đắp chăn Không lạnh mới là lạ không gian im ắng đoàn lâm khẽ bỏ dậy đóng cửa sổ lúc leo xuống cầu thang thì đầu gối ê bốt cậu suýt nữa ngã nhào cố nhịn đau đi đến bên cửa kính đoàn lâm sắn quần nương theo ánh đèn ảm đạm nhận ra là đầu gối của mình đã tím bầm lâm nhớ đến cú ngã ở trong mơ mà toát mồ hôi cậu luống cuống xoay lại nhìn ở giường mắt trợn to ở trong bóng tối còn một người đang nằm ở vị trí của cậu. Thế nhưng... Thế nhưng mình đang đứng đây. Vậy thì... Vậy thì người đang nằm ở chỗ của mình kia là ai? chương 2 Sự thật bị che giấu Lâm đứng im như tượng, không để tâm, gió ở ngoài cửa sổ đang lùa vào khiến cho cậu run cầm cập, tay ướt, sũng mồ hôi. Lâm nín thở, đến bên gần giường người ở giường giới nằm quay lưng về phía cậu tựa như đã ngủ nhưng không nghe tiếng thở lâm túa đầy mồ hôi cẩn thận nắm chặt lấy thanh sắt cầu thang bắt đầu leo lên trên lật tầng hai của giường một thanh hai thanh ba thanh cầu thang giường tầng chỉ có ba thanh đầu của người nằm trên giường bây giờ ngay bên cạnh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy mặt tim của đoàn lâm đập thình thịch mở mắt nhìn xuống bây giờ đoàn lâm giật mình khi nhìn thấy chính là gương mặt của chính mình đang ở đó căn phòng u ám chỉ có ánh đèn tù mù hắt qua cửa sổ rõ ràng là cậu đang đứng ở cầu thang vậy người có diện mạo giống mình này là ai tại sao lại nằm ở đây đoàn lâm kia đang nằm nhắm mắt không thở còn đoàn lâm thì hốt hoảng đang hoang mang không biết phải làm sao đột nhiên từ đằng sau lưng bị đẩy mạnh đoàn lâm bổ nhào lên trên giường cho đến khi một lần nữa mở toang mắt bừng tỉnh ở bên ngoài trời đã sáng cậu muốn đứng dậy lại cảm thấy đầu gối đau buốt đoàn lâm nhớ lại trong mơ vội vàng sắn ống quần lên xem. Chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ là do mình ngủ sai tư thế? Nhìn xuống rừng dưới, cậu thiếu niên kia đã đi đâu mất. Rừng trống trải không có hơi người. Y hệt như hôm qua. Nhìn đồng hồ thì thấy không còn sớm nữa. Đoàn lâm hối hả mặc lại quần áo chỉnh tề, rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Lúc ra ngoài phòng khách thì thấy một chùm chìa khóa để ở trên bàn. Xem ra là bạn cùng phòng không đến nỗi nào Vẫn nhớ để chìa khóa cho cậu Cất chìa khóa cũng chẳng buồn ăn sáng Cầm túi sách đi ra thang máy Thang máy chạy lên rất nhanh Không có người Đoàn lâm tranh thủ soi gương chỉnh trang lại Xong xuôi hết thì thang máy cũng đã xuống đến gần tầng trệt Khu dân cư này cách Quang Thái chừng 15 phút đi bộ Băng qua cầu vượt mất 5 phút là đã đến nơi Lúc đến Quang Thái đã là 8 giờ kém 5 phút, Đoàn Lâm nôn nóng chưa kịp suy nghĩ, thấy có thang máy mở cửa thì vội vã lách vào. Người nào chậm chân chỉ đành phải thở dài chờ đợt tiếp. Ở trong thang máy là một nhóm các cô gái trẻ đang thảo luận về bài tập toán ngày hôm qua. Vừa vào, Đoàn Lâm ấn nút tầng 16. Xem tuổi thì có thể đây là những nữ sinh của chính mình đây rồi. Các cô gái nghiêm túc tập trung học tập như vậy thì có lẽ công việc của mình sẽ nhẹ nhàng. Mấy cô nữ sinh vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng trộm liếc cậu. Đoàn Lâm nghĩ có lẽ mình sẽ là thầy của các cô, ấy, cho nên quay sang mỉm cười. Nhóm các cô gái thản nhiên lại quay mặt đi chỗ khác, làm cho Đoàn Lâm mất hứng. Cũng phải thôi, các cô gái đâu biết cậu là người đứng lớp. Vào thang máy gặp một tên tự dưng cười với các cô, ấy, chưa bị xem là biến thái quấy rối đó là mấy lắm rồi. Nghĩ như vậy tâm trạng của đoàn lâm thư thái hơn thậm chí còn cảm thấy áy náy những cô gái bước ra ở tầng mười bốn chứ không phải là tầng mười sáu nhìn buồng thang máy còn lại trống trơn đoàn lâm nhún vai có lẽ là mình đã đến muộn thật thang máy đến nơi đi đến văn phòng trước để nhận tài liệu vừa nghĩ vừa bước ra mà không chú ý rằng thang máy mình vừa dùng chính là cái thang máy đầu tiên hôm qua lâm đã bước vào Trong văn phòng vẫn là thầy quan đã tiếp cậu hôm qua. Đoàn lâm giải thích lý do đi trễ cả buổi. Thầy quan không hề tỏ ra tức giận. À không sao. Chỗ mình 9 giờ mới học. À, là em đến sớm mà. Mới lên đã bắt em đứng lớp liền. Đúng là khó cho em. Thầy quan mỉm cười đưa cho lâm một sấp giấy. Đây là danh sách học viên. Trường ta luyện thi tiếng Anh chủ yếu là học sinh thi lại. Chỉ thiếu điểm nguyện vọng một một chút thôi. Mà tình nguyện học lại cho nên là trình độ tốt lắm. Em chỉ việc phụ trách giải đáp vấn đề là được rồi. Đừng có lo. Học viên ở đây ngoan lắm. Nghe vậy, đoàn lâm vừa mừng vừa lo. Mừng vì học viên đều có học lực khá. Lo là vì bọn họ đã có thực lực. Thì liệu có để giáo viên như cậu vào mắt hay không? Đoàn lâm mang tâm trạng phức tạp đi vào lớp. Phòng học nhỏ, đủ chỗ cho khoảng 25 người. Hiện giờ trong lớp đã có đến 14 người. Trong số đó, có 13 là nữ, học viên nam duy nhất đang ngồi ở bàn trong góc cuối cùng ai nấy lặng lẽ đọc sách nghe tiếng người đi vào cũng làm như không thấy chẳng buồn ngẩng đầu đoàn lâm hơi lúng túng hắng giọng cậu quyết định tự tin giới thiệu trước <laughs> ờ, làm phiền cả lớp một chút tôi là đoàn lâm là giáo viên phụ trách lớp từ giờ thế nhưng vẫn chẳng có ai ngẩng lên cả mọi người chỉ lo cắm đầu đọc sách đoàn lâm gượng gạo lúc ấy học viên nữ ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên ngẩng đầu mỉm cười với cậu lâm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều bèn cười cảm ơn cô gái kia cô bé lại lập tức cúi gằm mặt đoàn lâm thở phào các học trò đều có ý thức tự giác giáo viên như cậu có vẻ là dư thừa quan sát họ một lúc rồi xem danh sách ở trong danh sách liệt kê tên kèm theo nguyện vọng một Bây giờ đoàn lâm mới biết Là lớp này có chung trường nguyện vọng một Thảo nào sĩ số ít như vậy Có lẽ đây là cơ chế thúc đẩy của trung tâm Khang Đức Rất nhiều trường luyện thi Tạo cảm giác khẩn trương cho học viên Để cho họ cố gắng Cũng là để dễ dạy và kích thích Ý thức cạnh tranh nhau trong học tập Chắc cũng vì vậy cho nên không khí trong lớp này Mới nặng nề như thế tiếp theo dòng tên có dán ảnh của các học viên là tấm hình đen trắng làm cho biểu cảm của họ thoạt nhìn trông rất quái lạ chỉ có ảnh của học viên nữ tên trương ngọc mỹ là nở nụ cười tươi tắn nhìn một hồi mới nhận ra đó chính là cô bé vừa rồi đoàn lâm cảm thấy thân thiết hơn nhiều cuối danh sách là tên học viên nam duy nhất ở trong lớp trong ảnh cậu ta đeo cặp kính to che hết nửa khuôn mặt tóc tai bù xù lôi thôi thế nhưng khi nhìn sang tên của cậu ta thì đoàn lâm hết hồn là mộc tử là bạn cùng phòng với mình bạn cùng phòng của đoàn lâm mang một nét đẹp cổ điển cuốn hút còn diện mạo của học viên này rất bình thường ra đường vơ đại có thể thấy song đoàn lâm càng nhìn lại càng thấy giống thầy ơi thầy có ai đó vỗ vai khiến cho đoàn lâm hoàn hồn lúc ngẩng lên thì thấy các học viên vây kín mình à, 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 xin lỗi các bạn có vấn đề gì sao có thắc mắc người vỗ vai là học viên tên vương đoàn lâm vẫn còn chưa nhớ hết đành phải gọi chung là các bạn các học viên bao vây lấy đoàn lâm hỏi lấy hỏi để bỗng làm cho cậu cảm thấy không thở nổi mọi người như muốn hơn thua hỏi xong vấn đề của mình rồi mà vẫn không chịu về chỗ ngồi, lại nghe đứng đó, nghe câu hỏi của người khác. Đoàn Lâm thấy Trương Ngọc Mỹ ngồi từ xa nhìn cậu, cô bé cầm vợ như muốn hỏi gì đó, nhưng trần trừ chưa dám tiến lên. Cuối cùng không nhịn được mới nói. Bạn Trương, có gì không hiểu thì lên đây mà hỏi. Trương Ngọc Mỹ lắc đầu, nét mặt quái lạ, tự như kể bên cô bé có thứ gì đó rất đáng sợ vậy. Đoàn Lâm linh cảm chẳng lành, nhìn đồng hồ rồi nhìn đám học viên đang hỏi mình dồn dập đoàn lâm lấy lý do đi vệ sinh ra khỏi lớp nhóm học viên im lặng nhìn cậu rồi lại tản ra đoàn lâm đi nửa vòng hành lang đến chỗ máy lọc nước rót một ly vừa uống một ngụm đã phun ra bởi vì nước có mùi rất lạ đoàn lâm sực nhớ nguyên do khiến cho cậu không chịu nổi phải trốn ra ngoài là vì mùi hương là mùi hương vừa mới vào lớp cậu đã ngửi thấy mùi này lúc bị các học viên vây quanh thì cái mùi đó lại càng thêm nồng đậm một cái thứ mùi hương nhưng không phải là mùi thơm đó là mùi bùn mùi cát trộn lẫn với mùi thối giữa nào đó ai ai ghê rợn đoàn lâm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt có lẽ là do mình đã quá căng thẳng có thể đó chỉ là mùi nước hoa của các cô gái đèn ở trong nhà vệ sinh tối mờ mịt không gian nhỏ hẹp khiến người ta khó chịu mở nước ở trong vòi thì thậm chí ngửi thấy nước cũng bốc mùi chỉ là nhạt hơn đoàn lâm rửa mặt qua loa lúc soi gương lau mặt thì phát hiện ở trong gương loang loáng từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người phản chiếu Lâm quay phát lại là Trương Ngọc Mỹ. Cậu hơi ngượng vì đã giật mình, lúng túng gãi đầu, sau đó nhận ra có gì đó không đúng. Đây, đây là nhà vệ sinh nam. Ngẩng lên nhìn ký hiệu ở nhà vệ sinh, Trương Ngọc Mỹ nhoèn miệng cười. Thầy không vào nhầm đâu. Ờ, à, ở à vậy sao? Ờ, à, vậy, vậy tại sao em vào đây? Giáo viên nam và nữ nữ sinh nói chuyện với nhau ở trong nhà vệ sinh nam. Xem ra nó có vẻ kỳ cục. Ít cười trên mặt của Trương Ngọc Mỹ biến mất, đôi mắt to lộ vẻ sợ hãi. Cô bé vươn tay níu cổ tặng áo đoàn lâm. Thầy, thầy, thầy mau rời khỏi đây đi, nơi này rất, rất... Đúng lúc cửa nhà vệ sinh hé mở, Mộc Tử bước vào, lặng lặng nhìn hai người. Trương Ngọc Mỹ tựa hồ như nhìn thấy thứ gì rất kinh khủng, vội nói hẹn gặp lại rồi chạy ra ngoài. Lối đi rất hẹp, đoàn lâm nhìn Mộc Tử lướt qua mình, trong đầu tự bật ra nửa câu sau của trương ngọc mỹ nơi này rất rộng hay là nơi này rất hoang vắng tóm lại là nơi này rất gì còn đang suy nghĩ thì đoàn lâm lại ngửi thấy thứ mùi đó tầm mắt của cậu tối sầm nhìn xung quanh thì phát hiện nơi mình đang đứng từ bao giờ nó nó lại tối đen như mực thế này tại sao nơi này rất chật hẹp ẩm ướt nhạo nhoét cơ thể của đoàn lâm từ từ lún xuống tựa như đang bị bùn đất nhốt chừng đoàn lâm cuống quýt hơ tay tóm được một cái gì đó cậu nắm chặt để có thể kéo mình lên nước lạnh từ đâu phun vào mặt không ổn có lẽ là mình đã tóm trúng vào cái vòi nước một thứ nước tanh tưởi lại thêm cả cái mùi oi oi thối thối bắn vào mặt đoàn lâm không thở nổi Đến lúc tựa như sắp chết chìm Thì Lâm lại vớ được một thứ khác Cậu run rẩy Nương theo vật đó để mà ngoi lên Sau đó bị một đôi tay Lạnh lẽo tốm lấy Loáng một cái Ánh đèn lại sáng trở lại Đoàn Lâm thở hồn hển Bây giờ mới thấy cậu đang ngồi bẹt Dưới sàn nhà vệ sinh Miệng hớp như là cá thiếu nước Tay phải đang tầm cái vòi nước đang xả. Tay trái không nhìn thì còn đỡ. Nhìn vào mới thấy cậu đang siết chặt tay học sinh của mình. Mộc tử vẻ mặt vô cảm, nhẹ nhàng gỡ tay của đoàn lâm ra, khóa cái vòi nước rồi kéo cậu đứng dậy. Lâm nhìn mộc tử, cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc là mình bị làm sao? Tại sao giữa ban ngày ban mặt mà lại nằm mơ nằm mộng, quái lạ như vậy? Mộc tử im lặng nhìn đoàn lâm một hồi Sau đó bình thản Tôi biết ngay là anh sẽ gây rắc rối cho tôi mà Rồi đi lướt qua đoàn lâm ra cửa Nhìn cửa nhà vệ sinh mở toang Nhìn ánh đèn đã sáng trưng Đoàn lâm không nhịn được Đến bấm công tắc Đèn tắt mở tắt mở Nhà vệ sinh lúc sáng lúc tối Trông rất rùng rợn Thế nhưng bây giờ đoàn lâm không thấy cảm giác khủng hoảng như vừa rồi nữa. Thầy mau rời khỏi đây đi Nơi này rất Là nơi này rất khủng khiếp Đoàn Lâm bây giờ đã có thể hiểu được Câu nói mà Trương Ngọc Mỹ muốn nói với mình Cậu nổi hết cả da gà Quay vào lớp Lâm thấy mọi người đang tụ tập Ở bàn thứ hai từ dưới lên Cậu gõ nhẹ lên bảng Các học viên lập tức giải tán Ai về chỗ nấy Bây giờ đoàn Lâm mới thấy người vừa bị bao quanh chính là Trương Ngọc Mỹ trương ngọc mỹ cúi thấp đầu tóc xõa trên trang sách không thấy rõ nét mặt đoàn lâm bực bội không hiểu có chuyện gì xảy ra vừa định hỏi thì một học viên gọi thầy ơi bây giờ em hỏi tiếp được không lúc nãy thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đoàn lâm định bảo học viên này chờ một lát thế nhưng thấy ánh mắt của cô ta rất kiên quyết đoàn lâm thầm lấy làm lạ đành phải giải đáp thắc mắc của cô ta trước trương ngọc mỹ không nói không rằng chờ các học viên lại bao vây lấy đoàn lâm, cô bé đột ngột đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng học. Lúc chạy dường như quá vội, còn va phải cái bàn khiến sách vở rơi xuống, nhưng cũng chẳng có ai nhặt giúp. Tiếng bước chân trên hành lang trống, như nện vào đầu của đoàn lâm. Càng lúc, cậu càng cảm thấy quái lạ. Lần này các học viên không hỏi lâu, chỉ vây quanh mình một lát, rồi ai về chỗ nấy. Người xung quanh tản đi, không khí dễ chịu hơn nhiều nhắc đến dễ chịu đoàn lâm nhíu mày từ lúc bước vào đây không khí trở nên u ám nặng nề chắc là vì ở đây không mở cửa sổ cũng phải bởi vì bây giờ đang là mùa đông thế nhưng dường như là máy sưởi ở đây không tốt lắm cậu luôn có cảm giác lạnh lẽo từ chân lên đến đầu nhìn các học viên vùi đầu tập trung học thật là tại sao lại có thể tập trung đến mức như vậy chứ cứ như là cứ như là những con người giấy vậy đoàn lâm nghĩ đến mà dùng mình cậu tự cười nhạo bản thân cậu là giáo viên mà tại sao lại bất mãn với học sinh của mình vì họ tập trung quá chân lạnh tê tái đoàn lâm nhìn qua thấy cửa phòng không đóng mới nhớ ra là trương ngọc mỹ vừa chạy ra ngoài cậu nhìn xuống cuối lớp dưới đất có một quyển sách là của trương ngọc mỹ làm rơi nhìn các học viên khác vờ như không thấy đoàn lâm tặc lưỡi xuống nhặt cuốn sách kế bên quyển sách. Còn có một cái gương trang điểm rất nhỏ, kiểu dáng trông rất đáng yêu. Chỉ tiếc là đã bị vỡ. Đoàn Lâm nghĩ có lẽ cũng là đồ của Trương Ngọc Mỹ cho nên nhặt luôn. Cậu dừng mắt ở quyển sách, trang giấy trắng tinh, in hẳn mấy dấu chân. Chắc là do các bạn không để ý đã dẫm vào. Đoàn Lâm mượn tẩy của học sinh rồi cẩn thận tẩy đi dấu giày. Tay cả buổi mà vẫn còn mờ mờ Nhưng như vậy đã là sạch nhất có thể Đoàn lâm trả lại cục tẩy Rồi bảo Mọi người tiếp tục đọc sách đi Tôi đi tìm bạn Trương Bạn ấy ra ngoài lâu quá rồi Cũng không có ai ngẩng đầu cả Xế chiều ngày hôm ấy Hành lang đã bắt đầu dần tối Tòa nhà Khang Đức hiện mở có một lớp Những phòng khác đang dần dần được lắp đặt thiết bị chỉ có nơi đoàn lâm đang đứng là đèn đóm sáng trưng còn bốn phía thì tối om cái cảm giác ấy đoàn lâm bật cười tiếng bước chân của cậu vọng dậy ở chỗ hành lang trống trải tạo cảm giác như là có ai đang đi theo mình khang đức thuê cả tầng lầu này phòng học của đoàn lâm cách không xa lối vào theo thứ tự là ba phòng trống và một phòng nghe nhìn rẽ vào là đến nhà vệ sinh lúc này không có cửa sổ cho nên trời càng đi càng tối không biết trương ngọc mỹ có ở đó hay không cậu vốn định đến nhà vệ sinh xem thử nhưng lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì nghe có tiếng nước chắc là vòi nước chảy chưa khóa kỹ nhớ đến hình tượng thảm hại của mình lúc sáng đoàn lâm lại cảm thấy kỳ quặc cậu chần chừ vươn tay khựng lại một lát nhanh chóng khóa vòi rồi rụt tay về vòi đã khóa thế nhưng tiếng nước vẫn chảy tí tách ở đâu đó là ở đằng sau lưng âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa buồng vệ sinh ngay đằng sau lưng của cậu Rõ ràng học viên nam duy nhất vẫn còn đang ở trong phòng học. Đoàn Lâm nhìn cánh cửa đóng kín, cậu lưỡng lự cầm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, Đoàn Lâm đột nhiên bị kéo tụt vào. Mấy ngón tay lạnh giá bấu chặt lấy tay của Lâm, Lâm hốt hoảng cúi đầu, suýt nữa kêu lên thành tiếng thì miệng lại bị bịt chặt. Cậu không nhìn thấy mặt người kéo mình chỉ thấy đỉnh đầu và vóc người nhỏ nhắn đoàn lâm bình tĩnh lại gỡ bàn tay đang che miệng trương ngọc mỹ sao cái đầu khẽ gật gật đoàn lâm nhận ra gương mặt của trương ngọc mỹ nhợt nhạt gương mặt trắng trẻo chỉ bằng bàn tay nước mắt chảy dài vành mắt và mũi đỏ ửng càng khiến cho cô bé trông đáng thương hơn đoàn lâm thấy trên má của trương ngọc mỹ có một vết đỏ Cậu nhớ đến cảnh Trương Ngọc Mỹ bị các bạn bao vây. Là cô bé bị bắt nạt sao? Bị bắt nạt ở độ tuổi này, hẳn là cô bé đã rất bẽ mặt. Đoàn Lâm ngậm nghĩ rồi lấy khăn giấy. Ờ, à, ở à, mặt của em bị bẩn kìa. Lau đi. Cô bé mỉm cười dịu dàng. Đoàn Lâm làm như không thấy cảnh cô bé lau nước mắt. Chờ Ngọc Mỹ lau mặt xong, Đoàn Lâm mới đưa quyển sách là sách của em phải không? Vừa nãy thầy thấy sách rơi dưới đất, cho nên nhặt trả em. Còn cái gương này có phải là của em không? Trương Ngọc Mỹ ngơ ngẩn nhìn Đoàn Lâm, một hồi lâu sau mới nhận lại hai thứ. Cô bé mở sách ra xem, thấy những dấu chân mờ mờ thì nhíu mày. À, là là vừa rồi, vừa rồi bị ai bất cẩn dẫm lên nữa. Thầy đã cố tẩy nhưng mà không tẩy hết được. Thấy Trương Ngọc Mỹ có vẻ ngơ ngẩn. Đoàn Lâm thay đổi đề tài. Em thích đọc đồng dao à? Quyển sách này là một tuyển tập đồng dao của nước Anh. Trương Ngọc Mỹ đang mở một trang có bài đồng dao Ai giết con chim chào màu. Một bài đồng dao tiếng Anh rất nổi tiếng. Trang đó đeo được kẹp sẵn, thẻ đánh dấu nho nhỏ. Đúng là cô bé đã đọc nó trước khi ra ngoài. Cô bé vuốt ve trên mặt giấy. Sau đó gật đầu buồng vệ sinh u ám chỉ thấy được mái tóc dài lay động đoàn lâm nhận ra tình cảnh hiện tại đây là nhà vệ sinh nam hai người một nam một nữ một thầy một trò chui trong không gian chật hẹp để nói chuyện không bình thường một tí nào có người tặng em đấy em quý lo lắm đoàn lâm định lấy lý do gì đó để dẫn cô bé ra Trương Ngọc Mỹ đột nhiên lên tiếng. Đoàn Lâm cũng không thể làm gì khác ngoài tìm một đề tài. À, à, nội dung của những bài đồng giao thật ra đáng sợ lắm. Thầy Quan ở Trung tâm Nghiên cứu về Văn học. À, thầy dặn rằng những bài đồng giao nghe tưởng như là để dùng dỗ con nít. Xong chúng nó thường ẩn chứa những thông điệp hoặc tin tức. Mà người lớn dù muốn cũng không thể truyền đạt lộ liễu được cho nên người ta biên soạn thành đồng dao để kể với lũ trẻ đó nói cách khác đồng dao là chứa đựng những sự thật bị che giấu đó trương ngọc mỹ ngước mắt lên nhoẻn miệng cười bấy giờ mới thấy cô bé chịu cười đoàn lâm thở phào đẩy cửa ra ở chúng ta đi về lớp thôi ờ à, đi lâu như vậy không ổn trương ngọc mỹ vừa thong thả Nghe đến đây thì lập tức sốt sắng Nét mặt toát ra hoảng sợ Thầy Em em không về đâu thầy Là vì các bạn học phải không Không sao đâu Thầy sẽ nhắc nhở họ không quấy rầy em nữa Đoàn Lâm đang nói Bỗng nhiên nghe tiếng Thầy Đoàn Sao thầy chưa về lớp Là tiếng của học viên trong lớp Truyền đến từ cửa nhà vệ sinh Họ đã đến đây từ bao giờ? Tại sao Đoàn Lâm không nghe thấy tiếng động? Hành lang trống trải, Đoàn Lâm vừa đi qua, vang lên âm thanh rất vọng. Cho dù tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, tại sao các học viên đến đây thì chắc chắn mình phải nghe tiếng chân chứ? Tại sao mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào? Đoàn Lâm hoang mang nhìn xuống ánh mắt sợ sệt của Trương Ngọc Mỹ, im lặng một lát. Đoàn Lâm chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và tiếng các học viên vẫn đang gọi tên mình. Trường Ngọc Mỹ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nhét một vật gì đó lạnh lẽo vào tay trái của đoàn lâm. Đoạn lách người qua, cầm tay nắm cửa. Thầy đừng lo cho em. Nguyên nhân em không muốn quay lại lớp, ở trong tay thầy. Em không dám nói, cho nên em chỉ có thể. Đó, đó chính là sự thật bị che giấu mà em cũng muốn cho thầy biết đoạn trương ngọc mỹ cười buồn đẩy cửa đi ra chương 3. học viên đâu các học viên nữ đứng ở cửa nhìn hai người ra khỏi nhà vệ sinh họ im lặng đi theo về phòng học trương ngọc mỹ về chỗ ngồi những người khác cũng ngồi vào chỗ đọc sách Lúc này đã là 5 giờ 30 chiều 5 giờ 45 là hết buổi học Mọi người được đi ăn Học viên ở đây vẫn im lặng Không nôn nóng tan học như ở bất kỳ một lớp học nào khác Tự như chẳng có việc gì có thể ảnh hưởng đến họ vậy Phòng học yên ắng đến mức Đoàn Lâm chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình Một sự tĩnh lặng đến giận người Anh rảo quanh lớp học, chờ có ai đó đặt ra câu hỏi. Đoàn Lâm cứ tính như vậy, sẽ đến hết giờ. Lúc đi ngang qua bàn học của Trương Ngọc Mỹ, anh nhìn thấy chân của cô bé đang run run. Cô bé đang sợ điều gì? Nhớ lại chuyện vừa nãy, Đoàn Lâm sợ vào trong tối. Lúc đó Trương Ngọc Mỹ có nhét một thứ lạnh lạnh vào tay mình, lấy ra xem mới thấy đó là một chiếc gương vỡ sự thật bị che giấu sau đoàn lâm đứng ở trước cửa sổ ánh đèn trắng làm nổi bật làn da tái nhợt không khỏe mạnh của anh nhưng điều đó không quan trọng đoàn lâm muốn biết sự thật đoàn lâm nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời đã tối đang mùa đông cho nên mặt kính đóng một lớp sương mờ muốn nhìn rõ hơn đoàn lâm nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt của anh hiện rõ phản chiếu qua kính cửa sổ, khung cảnh lớp học cũng dần dần rõ nét. Thế nhưng càng nhìn thì Lâm lại càng toát mồ hôi lạnh. Mặt kính phản chiếu cảnh ở trong lớp, căn phòng vắng tanh, chỉ có một mình anh và Trương Ngọc Mỹ. Vậy. Vậy những những bạn khác đâu? Tại sao lớp lại thế này? đoàn lâm từ từ quay lại một hai ba đủ mười bốn người vẫn là phòng học của anh thế nhưng nhìn vào trong hình ảnh phản chiếu thì lại chẳng có ai nguyên nhân em không muốn quay lại lớp nằm ở trong tay thầy em không dám nói nên chỉ có thể đó là sự thật bị che giấu mà em muốn cho thầy biết Sự thật là cảnh ở trong kính phản chiếu. Đoàn lâm vội vàng lấy cái gương ra, dở vờ như vô tình dơ lên soi. Quả nhiên là không có ai hết. Anh điều chỉnh cái gương soi theo nhiều góc, không có. Góc bên kia cũng không có. Không có ai cả. Không có bất kỳ một người nào trong hình ảnh phản chiếu cả. Đoàn lâm cảm giác mồ hôi của mình lăn ra. Cho đến khi soi đến vị trí của Trương Ngọc Mỹ. Cô bé đang ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở mảnh gương ở trong tay rơi xuống đầu óc của anh trống rỗng thầy ơi thầy làm giấy đồ kìa học viên ngồi gần nhất khom lưng nhặt mảnh gương giúp đoàn lâm cô ta nhìn vào trong gương xoa xoa mặt rồi đưa gương cho anh mặt em hơi bẩn chờ một lát không thấy ai nhận cô ta mỉm cười dúi cái gương vào tay của đoàn lâm lúc này ngón tay lạnh buốt chạm vào da đoàn lâm dựng cả tóc gáy anh rôn rôn dồn... cất mảnh gương vào túi nhỏ giọng cảm ơn cô học viên cô học viên mỉm cười ngồi xuống không biết có phải là do tâm lý bị đả kích hay không đoàn lâm nhìn thấy nụ cười đó cực kỳ u ám những học viên ở trong phòng không phải là người sao anh quét mắt nhìn qua từng người từng người Cuối cùng ánh mắt dừng lại Ở mộc tử đang ngồi trong góc Không lẽ đến cả bạn cùng phòng của anh Cũng Chỉ là lúc nãy Mảnh gương không phản chiếu đến góc Của mộc tử ngồi Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Anh đã hiểu vì sao Trương Ngọc Mỹ lại run cầm cập như vậy Bởi vì lúc này bản thân chân của anh cũng đang run rẩy. Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là tan học. Hay là... Hay là chi bằng mình dở vờ ra ngoài rồi mình bỏ chạy. Bởi vì không muốn họ phát hiện ra mình đang run, đoàn lâm quyết định ngồi xuống ghế giáo viên. Những tấm hình trắng đen trên danh sách bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Họ không phải là người. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? nơi này là chỗ nào mồ hôi trên trán của lâm nhỏ xuống danh sách để lại một chấm tròn nhỏ lâm phát hiện như có ai đang nhìn mình ngẩng đầu lên thì thấy là trương ngọc mỹ hai người đang nhìn nhau chầm chập trao đổi ánh mắt lúc lâm cúi xuống thì bắt gặp mộc tử cũng đang nhìn mình ánh mắt như suy nghĩ điều gì lâm cúi gằm mặt kim dây di chuyển ở trên cái đồng hồ như là sen bò Giữa lúc đó, cũng có một vài học viên lên đặt câu hỏi. Trái tim của Lâm như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn 8 giây, chết tiệt. Nhanh lên! 3 giây, 2 giây, cuối cùng đã đến 5 giờ 45 phút. Lâm đứng lên ra vẻ bình tĩnh. Ừ, ừ, à, là buổi học kết thúc. Bạn nào thích thì cửa lại học tiếp. Học thì học, nhưng cũng đừng có quên ăn. Vậy nhá, hẹn gặp lại. Lâm không có vật dụng gì để dọn, nhưng anh vẫn ung dung xếp lại danh sách, cố gắng để làm cho động tác bình thường, xong đôi chân vẫn run lên không ngừng. Các học viên lục tục dọn sách vở. Trương Ngọc Mỹ dọn xong đầu tiên, hai người nối đuôi nhau ra ngoài. Vừa đi qua chỗ rẽ thì chạy thục mạng đến thang máy. Đoàn Lâm đập bồm bộp lên cái nút thang máy. Màu lên, màu lên vừa nhìn số tầng đang nhúc nhích một cách từ tốn, vừa cố nghe xem có ai đến ngã rẽ hay không. Trường Ngọc Mỹ ôm túi sách, sợ sệt nhìn xuống dưới chân của mình. Cuối cùng, Lậy trời, thang máy cũng đã tới. Đoàn lâm kéo Trường Ngọc Mỹ vào thang máy, bấm số 1 mà không cần suy nghĩ, phải ra ngoài, chỉ cần chạy ra ngoài. Thế nhưng thang máy dường như không làm theo lệnh. Nó dừng lần lượt ở từng tầng, từng tầng như muốn bỡn cợt họ. Mỗi một lần thang máy mở ra, chẳng có ai cả. 15, 14, 13, 12, 11, cho đến khi xuống đến tầng 3, thang máy dừng lại. Có mấy người phụ nữ đang đứng chờ, họ hình như không có ý định vào mà vẫn cứ tiếp tục trò chuyện. Mẹ nói chứ, mấy người không vào thì đừng có bấm, có biết là có thể sẽ có tai nạn chết người hay không Lâm đang muốn phát rồ Đứng ở trong thang máy quát ẩm lên Mấy người đàn bà liếc cậu Cậu hầm đấy à Thang máy đầy người thì chúng tôi vào kiểu gì Cái đồ thần kinh này nữa Cửa thang máy đang từ từ khép lại Khuôn mặt của Lâm tái nhợt Anh cúi đầu Thầy ơi mình đi chung nhá. 12 nữ sinh đứng vây quanh anh và Trương Ngọc Mỹ. 12 người. Thang máy dừng đúng 12 lần. Lâm tuyệt vọng nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại. Thang máy chậm chạp, chậm chạp đi xuống tầng trệt. Tim của Lâm đập như đánh trống. Cửa mở ra. Thế nhưng không gian ở bên ngoài mù mịt Chỉ có ánh đèn hắt vào từ cửa sổ Loáng thoáng thấy Hai chữ khang đức được mạ vàng ở cửa Tâm trạng của Lâm như muốn rơi xuống đáy vực Lại lại quay về nữa rồi Chỉ mong Thầy có thể đưa chúng em ra ngoài Lại quay lại rồi Thầy ơi Chúng em bị nhốt ở đây lâu lắm rồi Thầy ơi Khí lạnh vần quanh Lâm ngửi thấy mùi tanh hôi Mùi bùn đất và mùi thối giữa Lâm hít vào một hơi Rồi thở hắt ra Run run với tay túm lấy tay của Trương Ngọc Mỹ Cửa vừa mở Sẽ xông ra ngoài Những nữ sinh ở trong thang máy Lặng lặng Nhìn thấy đoàn Lâm nắm tay của trương ngọc mỹ bỏ chạy khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cảm tất cả phòng học đã bị khóa cho dù có kéo cỡ nào cũng không tài nào mở được nhớ lại cảnh ở trong nhà vệ sinh bây giờ có chết lâm cũng không muốn đến đó anh cứ thế chạy chạy không có mục đích cuối cùng anh mở cửa một phòng để đứng lại thở thì lâm bàng hoàng nhận ra đó lại chính là phòng học cũ trong căn phòng này nguyên cả ngày hôm nay anh đã ở chung với một đám ma lâm không thở nổi em em phát hiện em phát hiện họ không phải là người từ bao giờ lâm nhỏ giọng hỏi trương ngọc mỹ đang đứng ở bên cạnh chờ một hồi lâu không thấy có tiếng trả lời anh quay sang nhìn thì mới thấy có người chen giữa anh và Trương Ngọc Mỹ, bị anh kéo đi cả chặng đường. Đúng là Mộc Tử, nhưng vừa rồi cậu ta đâu có đâu có mặt ở trong thang máy đâu. Lâm nhìn Trương Ngọc Mỹ mặt tái mét đứng đằng sau lưng của Mộc Tử, anh biết sắc mặt của bây giờ của mình cũng giống hệt như cô bé vậy. Anh lùi về phía sau, lưng của anh va vào cửa. Chợt nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. thầy đoàn thầy đang ở trong đó à thầy đoàn giọng nói vang vọng khắp cả hành lang đoàn lâm dùng mình anh suýt nữa tông cửa theo bản năng ánh đèn tù mù vụt tắt phòng học tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón lại là cái thứ mùi đó cái thứ mùi tanh hôi của xác thối lâm nhíu mày giơ tay bịt mũi nhưng cái thứ mùi ấy vẫn cứ quanh quẩn không tan trương ngọc mỹ em đang ở đâu trương ngọc mỹ lâm gào tên của trương ngọc mỹ một lát không nghe thấy ai trả lời anh mới nhớ đến một nhân vật khác mộc tử lâm nôn nóng vươn tay lần mò đây là đâu anh càng lần mò thì càng hoảng sợ bởi vì anh cảm giác xù xì lởm chởm cứ như là mình đang cào phải đất đá Lâm thấy mặt đất ở dưới chân trở nên mềm xốp Chứ không phải là sàn đá kiên cố như ở trong tòa cao ốc Mặt sàn bỗng nhiên nhão ra Cơ thể của anh như bị lún xuống Chắc chắn là đá sỏi xung quanh đang trút xuống người anh Lâm dãy rủa, Hai tay chỉ cào thấy đất đá Không khí đang cạn dần Cái thứ mùi tẩm lợm đang bốc lên Lâm liều mạng bò lên Thì tựa như có thứ gì chụp vào chân anh cái vật thể lạnh giá nó đang bò dọc qua thân thể anh lâm sợ đến mức không dám cựa quậy thứ đó bò lên tay của anh nhớp nháp tanh hôi nhận ra thứ đó có hình dạng giống như con người đến bây giờ lâm đã tuyệt vọng đúng lúc ấy có ai đó tốm lấy tay anh kéo mạnh thầy đoàn thầy đoàn chạy qua đây là giọng của trương ngọc mỹ trương ngọc mỹ gồng mình kéo đoàn lâm hai người bò lên chỗ cao. Bây giờ quá tăm tối, họ không biết là mình đang ở đâu. Đoàn Lâm chỉ có thể đi theo Trương Ngọc Mỹ. Lúc bò đến nơi cao nhất, lồng ngực của Lâm phập phồng không khí. Lâm đã ngửi thấy mùi không khí rất trong lành, anh hít thở. Chợt nhớ đến Trương Ngọc Mỹ, anh lắp bắp, "Cảm cảm, cảm ơn em." Anh không nhìn thấy mặt của Trương Ngọc Mỹ. Chỉ biết ngượng ngùng nói trong bóng tối Đàn ông con trai Mà vừa rồi anh còn bị một cô gái Phải giang tay cứu mình Thật mất mặt Em Em mới phát hiện ra hồi chiều Em cũng đến rồi bị nhốt ở đấy cả ngày Em không thể thoát ra được Giọng của Trương Ngọc Mỹ nghẹn ngào Em thấy Học viên Nam đó, đó đáng sợ lắm Cậu ta tôi làm sao trương ngọc mỹ đang nói chợt có giọng nam xen vào hai người quay phát lại mặc dù tối tăm không thấy gì cả nhưng vẫn cảm giác có thêm người xuất hiện trương ngọc mỹ chạy tới ôm lấy tay của đoàn lâm đoàn lâm lui về phía sau hết sức hoang mang thầy thầy có hộp quẹt không trương ngọc mỹ thì thầm bấy giờ lâm giật mình vội vã lần mò trong tối có ánh sáng thì vẫn hơn tay của anh run run bật lửa nhưng vì quá căng thẳng bật một lần không được đang định bật lần thứ hai thì như bị ai đá vào cổ tay đồ ngốc tiếng hét vang lên cú đá rất mạnh lâm lăn từ trên lăn xuống đầu đập phải một vật gì cứng có bàn tay lạnh lẽo chạm lên má mình bấy giờ lâm mới nhận lại được ý thức nhìn thấy ánh đèn nhòe nhòe. Thấy rồi, tìm được rồi. Có ai đó nói, đoàn lâm nhắm mắt. Sau đó anh không biết gì nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt, kèm với cơn đau nhói ở trên đầu. tỉnh lại ở bệnh viện tuy không có ngập nắng nhưng không gian sáng sủa không khí có mùi thuốc khử trùng nhìn bàn tay bị treo ở trên giá lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh tỉnh rồi à đầu anh có còn đau không y tá đến vạch mí mắt của anh cười hỏi à, là hơi hơi một chút anh ngủ thêm một lát đi sau khi tỉnh lại lâm quyết định làm rõ chuyện đã xảy ra sau khi mình bị ngất lúc đó anh mới biết Mấy hôm trước khi anh đến dậy Có một phòng tầng trên Bị dò dỉ bình oxy Sau đó gặp lửa cho nên phát nổ Những học viên khang đức Ở tầng dưới bị gạch đá chôn vùi Nhưng điều khó hiểu là nhân viên cứu hộ Không thể nào cứu họ ra Càng kéo dài thời gian hơn Cơ may sống sót của các nạn nhân càng ít Lầm nhớ lại tầng lầu tối om Lần đầu anh đến Đó mới là tình trạng thật sự của Khang Đức đúng không? Là lúc ấy họ đang nghĩ cách cứu người cho nên mới nhắc anh đừng vào. Đây không phải là nơi cậu nên đến, mau đi về đi. Chỉ tiếc là người ta đã cảnh báo anh. Đoàn Lâm dùng mình, những người trong danh sách chính là những học viên cũ của tòa nhà Khang Đức. Đoàn Lâm điểm mặt từng người đã có duyên thầy trò với anh, nhưng trong hình lúc này không phải là thiếu nữ mà là phụ nữ. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện trước mặt anh bằng bộ dáng trẻ trung như vậy. Có 6 người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nếu không nhờ đoàn lâm phát hiện thêm mấy người thì số người chết không chỉ dừng lại ở đó. Anh vỡ lẽ. Hóa ra cái thứ nhơn nhớt lạnh giá bò lên mặt mình ở trong phòng học. Chính là ngón tay của những, những nạn nhân đã bị chôn vùi. May mà lúc đó cậu không bật lửa nồng độ oxy chỗ cậu đứng rất cao lại bị đất đá chặn kín nếu như lúc đó mà bùng nửa thì đừng nói là bị thương có khi mạng của cậu bây giờ đang nằm đâu đây đó viên cảnh sát nói nhưng cũng nhờ có nồng độ oxy cao cho nên những người bị nạn mới có thể chịu đựng được lâu như vậy bây giờ đoàn lâm đang nhìn những người may mắn thoát nạn ngồi quanh một cái bàn tròn trước mặt mình bao gồm cả thầy quan ai cũng ngẩn ngơ như chưa tỉnh mộng hôm gặp gỡ lại sau thành vĩnh biệt sáu người trong số bọn họ đã ra đi mãi mãi tuy nhiên họ không hề có ấn tượng gì về đoàn lâm lúc cảnh sát đặt câu hỏi lâm cũng không trả lời bởi vì dù anh có nói thì cũng chẳng ai tin đâu đoàn lâm không để ý đến việc này mà anh đang nghĩ đến một việc khác này cho hỏi trong số những người thiệt mạng có học viên nam nào tên là mộc tử và học viên nữ nào tên là trương ngọc mỹ không câu trả lời của cảnh sát nằm ngoài dự đoán hiện trường đúng là có một cậu thiếu niên cậu ta cũng đi vào nhầm chỗ rồi bị gạch đè giống như anh vậy cậu ta ra viện sáng nay rồi còn học viên nữ này chỗ mấy người có ai có cái tên đó không cảnh sát quay sang nhìn những học viên khang đức đang ngồi ở trên bàn à, không có vì hôm ấy có một học viên không đến nhưng không có hai người nào như thế cả thầy quan đưa mắt nhìn các học viên của khang đức không có người tên là trương ngọc mỹ cũng không có ai quen cô ta cả một người phụ nữ bình tĩnh trả lời đoàn lâm hoang mang cảnh sát cũng rất để ý đến việc này vội vàng gọi y tá trưởng đến hỏi đáp án khiến cả phòng kinh ngạc trương ngọc mỹ à à có ghi chép về cô này đấy quái có ra viện sáng nay rồi đi lúc nào thì chúng tôi không biết lạ thật là ai chịu trách nhiệm chăm sóc cô bé này nhỉ y tá trưởng cũng không nhớ ra bèn để lại cuốn sổ ghi chép rồi đi đoàn lâm chú ý nét mặt của những người phụ nữ có biến đổi rất nhỏ cảnh sát thì không tìm ra nguyên do cuối cùng an ủi mọi người rồi thả họ về trước khi đi thầy quan nói với đoàn lâm À, tiểu đoàn thật là ngại em vừa mới đến đã gặp chuyện như vậy. tòa nhà khang đức cần phải sửa sang lại. À, phiền em chờ một thời gian. khi nào mở lớp thì lại đến tiếp tục dạy. đoàn lâm gật đầu. anh đến chỗ cảnh sát nhận lại túi sách. chiếc giỏ sạch sẽ nay đầy bụi bặm phải giặt lại. nhớ lại người bạn cùng phòng hiện lên ở trong đầu. đoàn lâm nghĩ mình cần phải nói chuyện với cậu ta. đứng trước cửa phòng lục túi chỉ tìm chìa khóa bỗng nhiên có vài thứ rơi ra đoàn lâm cúi xuống nhặt lại phát hiện đồ bị rơi ra là một quyển tập đồng dao nước anh và một mảnh gương bị vỡ cùng với một bản danh sách đoàn lâm tái mặt lại là những thứ này đây là chuyện tưởng chừng giấc mộng háo huyền nhưng nhưng những thứ này là thật nhặt lên do dự một lát cuối cùng cất vào trong tối vặn tay nắm đi vào nhà nhìn thấy bạn cùng phòng đã chờ sẵn từ bao giờ ờ à, cảm ơn cậu anh thật sự biết ơn mộc tử nếu như không ngờ nhờ cậu ta đá văng hộp quẹt thì có lẽ bây giờ mộc tử nhún vai tôi đã dặn trước là anh đừng gây rắc rối gì cho tôi mà nói xong mộc tử leo lên giường nằm đọc sách đoàn lâm muốn hỏi rất nhiều nhưng mộc tử quay lưng về phía anh rõ ràng là không muốn nói chuyện đoàn lâm cởi áo khoác leo lên giường lấy quyển đồng dao và mảnh gương vỡ cùng với bản danh sách. Ai đã nhét chúng vào trong túi của mình là cảnh sát hay sao? Còn Trương Ngọc Mỹ đột ngột biến mất. Ngay cả người bạn cùng phòng cũng rất đáng ngờ. Hôm đó ở trung tâm có 11 học viên, một giáo viên. Không có ai tên là Trương Ngọc Mỹ cả. Những người sống sót cũng nói như vậy. Cảnh sát cũng bảo thế. Nhưng đoàn lâm xem danh sách ở trên giấy liệt kê tên 13 học viên nữ. Người thứ 12 từ dưới lên, đúng là Trương Ngọc Mỹ. Trong ảnh, cô bé cười hiền hòa. Hay là Trương Ngọc Mỹ cũng vào nhầm chỗ như mình. Đoàn Lâm nhìn chằm chằm bản danh sách, đọc ngược từ dưới lên. Hai cái tên đầu tiên, ba cái tên ở giữa và ba cái tên ở dòng thứ tư từ dưới lên. Đã chết. Những người sống sót bao gồm có nghiệp viên viên, Hân, Mạnh Tiểu Vân, Lâm Tử Nghiên, Lưu Tô và Thầy Quan không có tên trong danh sách học viên. Vậy bản danh sách này có ý nghĩa gì? Đoàn Lâm thấy có tên Mộc Tử được thêm vào ở cuối danh sách, nét mực vẫn còn mới. Còn màu mực viết tên những người khác đã cũ lắm rồi, rõ ràng là họ vào học cùng một lúc. Chi tiết này chứng minh điều gì? Nếu như đây đã là danh sách cũ tức là những người sống sót có quen biết Trương Ngọc Mỹ. Nhưng tại sao bộc Tử cũng có tên? Này, Mộc Tử, tôi muốn hỏi chuyện này. Đoàn Lâm quyết định hỏi thử, ở bên dưới giường im lặng. Đoàn Lâm suy nghĩ một lát, leo xuống, dơ bản danh sách đến trước mặt của Mộc Tử. Mộc Tử quay phát lại. Sao anh lại có thứ này? Nét mặt của cậu ta u ám. Lúc cảnh sát trả tối cho tôi, tôi thấy nó ở trong tối Chắc là đưa nhầm người Mộc tử nhìn chăm chăm bản danh sách một lúc lâu Sau đó đặt lên đùi bắt đầu xé Này, này, cậu làm cái gì vậy? Đoàn lâm chụp lại những đã muộn Mộc tử đã xé mất dòng ghi tên mình Xong, ném bản danh sách lại cho đoàn lâm Cậu ta hờ miếng giấy ở trên lửa Rồi ném vào thùng rác Mảnh giấy cháy thành cho Làm xong hết Mộc tử dùng ánh mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn đoàn lâm anh chuốc lấy phiền toái rồi đấy Mộc tử chỉ nói thêm một câu như vậy Rồi không nói thêm gì nữa Đoàn lâm giật thót mình Anh nhét đồ vào túi Rồi nằm xuống Dù gặp phải chuyện ly kỳ Thế nhưng anh nhất quyết không nghĩ sự việc Theo hướng phản khoa học Ở trên đời này làm gì có ma quỷ Chỉ có nỗi nhớ của người còn sống Tưởng niệm đến những người đã khuất Thế thôi đoàn lâm ngủ thiếp đi một đêm trôi qua anh cho rằng sự kiện này đến đây là chấm dứt nhưng không ngờ tất cả chỉ là mới bắt đầu hết tập 1 Kính thưa quý vị và các bạn Ngay từ tập 1 chúng ta đã thấy nó rất là lối quấn Tình tiết nó rất là ma quái Giữa thật thật, ảo ảo Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Ở những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại